Cô chú đang xem chân Dung cũng như trên YouTube. Thì hồi nãy em có nghe bạn Thanh Dung đọc về cái câu chuyện của Adam, bé Adam đó, thì rất là giống câu chuyện của bé nhà em. Cho nên em cũng muốn chia sẻ cho các anh chị em biết về cái câu chuyện về bị hen suyễn của bé nhà em á. Thì năm bé của em 2 tuổi á, thì lúc đó em đang đi làm công ty, thì bà ngoại điện về nói bé bị sốt, và khi em đi về á, thì thấy bé rất là khó thở và cái mặt mày cũng tím lại luôn. Thì lúc đó là rất là hoảng sợ và đưa bé đi tới bệnh viện cấp cứu ở gần huyện của em nè. Xong rồi tới đó là bác sĩ cho thở cái ống oxy với chụp cái khí dung vô mũi như nè. Thì lúc đó là cho uống thuốc hạ sốt, thì khoảng 1 tiếng sau thì bé khỏe lại. Và em cũng có hỏi bác sĩ tình trạng của bé đó, thì bác sĩ cũng nói là cho bé khỏe lại đi, thì ẵm bé đi nhi đồng khám với giải lại, nhờ có bác sĩ có nhiều chuyên môn về bệnh hen suyễn á, thì tư vấn cho bé tốt hơn. Chứ ở bệnh viện huyện á thì chỉ có làm những cái thủ tục này thôi, chứ không có khám chuyên sâu về bên bệnh đó. Và khi mà bé cũng đỡ rồi á, thì em và ông xã cũng chở bé lên bệnh viện nhi đồng. Thì lúc đó cũng có bác sĩ tư vấn và khám cho bé đó, thì có đo cái mật độ thở của bé lên máy vi tính luôn, thì nói bé bị hen suyễn. Thì lúc đó em cũng rất là lo. Sau đó thì bác sĩ cũng tư vấn, cũng nói là bệnh này là giống như là nó mãn tính vậy đó, không có thuốc điều trị. Giống như là khi mà nào mà cơ thể của bé đầy đủ sức đề kháng thì mới hết được. Còn bây giờ là phải điều trị thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh rồi dạn xịt đó, cái ống xịt vô mũi như nè. Khi mà bé lên cơn hen á, là phải xịt vô mũi để cho cái phế quản nó giãn nở ra thì bé mới thở được. Đó, cho nên từ đó cho đến lớp 6 luôn á, là tháng nào em cũng ẵm bé đi bệnh viện để lấy cái thuốc xịt đó và cái thuốc kháng sinh để phòng hở trong nhà đó. Khi mà bé thường xuyên lên cơn hen vậy là cho bé xịt vô thì mới thở được, còn không là không có thở được. Thì bẵng một thời gian thì khoảng giữa lớp 6 á, lúc đó là em cũng vừa biết đến cơ hội online. Thì lúc đó nhà trường có thông báo là khám sức khỏe cho bé đó, thì nói bé là mắt trái của bé bị giống như là bị cận thị nhẹ vậy đó. Kêu em ẵm bé đi đến bác sĩ khoa mắt khám cho bé và cắt kính cho bé đeo. Và lúc đó thì em cũng có cho bé đi khám bác sĩ, nhưng mà bác sĩ nói là bé cũng bị nhẹ, giống như là cũng đang trong cái quá trình mà bị cận thôi, chứ chưa có đến nỗi phải đeo kính. Về nấu củ cải cà rốt và cho bé ăn những cái chất mà có vitamin E, và bác sĩ có cho thuốc uống nữa. Mà lúc về em có nấu củ cà rốt cho bé ăn á, nhưng mà con nít nó đâu có ăn rau đâu, cho nên bé không có chịu ăn. Thì lúc đó là em cũng có nghe mấy anh chị ở trong nhóm mình chia sẻ về cái omega 3 tốt cho mắt đó. Thì lúc đó em cũng có cho bé uống thử, thì và cái wellness bột nữa. Thì em cũng muốn cho bé hỗ trợ về mắt thôi. Thì uống được khoảng 1 tháng sau, khi mà bé em đi khám lại á, thì bác sĩ nói tình trạng mắt của bé cải thiện rất là tốt. Thì cứ cho bé ăn uống dưỡng chất đầy đủ vậy đó thì sẽ hết thôi, chứ không có cần phải đeo kính. Và cứ vậy là một thời gian khoảng 3-4 tháng sau á, khi mà trời trở lạnh á, thì em mới để ý đến cái cơn hen của bé ngày xưa á, là trời lạnh á, là bé hay ho nè, rồi giống như là lên cơn thở không nổi á. Thì lúc đó em xịt thuốc cho bé thì bé mới thở được. Nhưng mà khi cái trời lạnh tới á, thì bé không có bị nữa. Cho nên em mới nghĩ, em nói là chắc giờ bé uống cái omega 3 với cái wellness bột đó. Và em cũng có cho bé ngậm thêm cái wellness kit, mỗi ngày 1 viên. Và ly bột là cho bé uống ngày 2 ly. Rồi cái omega 3 này nè, lúc đó bé 6 tuổi á, thì em cho bé dùng mỗi ngày 1 viên. Nhưng mà từ lúc bé lên 10 tuổi á, thì em cho bé dùng 2 viên. Thì đến nay á, là bé đã 15 tuổi rồi đó các anh chị.
Nhưng mà cái tình trạng mà hen suyễn hoặc là khó thở như ngày xưa thì không có còn nữa. Cho nên em cảm thấy rất là mang ơn cái dòng wellness bên Oriram đã cải thiện sức khỏe cho con gái em. Và thật sự là những cái lúc mà bé bị hen đó, là học hay là những cái trò chơi ở trường như là đi bơi đồ này kia, sinh hoạt ngoài trời đó, là bé không có tham gia được. Lúc đó gia đình rất là buồn luôn và nghĩ bé không lẽ con mình cứ suốt đời như vậy đó. Nhưng mà cũng may mắn khi biết đến phòng wellness này thì đã cải thiện sức khỏe cho bé rất là nhiều. Và em cảm thấy là khi bé uống cái omega 3 này với cái wellness bột á, và sau này em có cho ngậm thêm cái canxi á, thì bé phát triển thì chiều cao rất là tốt và cũng rất là thông minh, học rất là tốt. Thì mới đây trường cũng thông báo á, là bé được đại diện trường đi thi học sinh giỏi toán của toàn tỉnh Bình Dương luôn. Cho nên em cũng rất là tự hào và mang ơn cái dòng wellness của Olam. Cho nên muốn chia sẻ đến các anh chị trong Zoom mình á, khi mà có con cháu hay là có người quen thân trong gia đình á bị cái tình trạng như bé của nhà Linh á, thì cứ cho dùng cái dòng wellness sẽ cải thiện được rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn sếp đã cho em chia sẻ. Cảm ơn Dung hôm nay đã đọc quyển sách.